kerjaan gue. Một tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ chỉ còn lại trong đớn đau. Một mai sớm kia em có thấy trong lòng ngực mình đôi khi nhớ anh. ผมชื่อว่านัทธยาศิราศิปัสนะคะยิงดีจุ๊บเออ không ngờ Trấn Thành lại thừa lúc nước đục thả câu bom mù quăng lựu đạn coi như là không giới thiệu Trường Giang đi à. Chị cũng tên Phương mà Minh Phương Nhã Phương là thế có quyền lựa chọn mà Phương ơi Phương ơi Phương em có biết biết đó không Phương oh. Em sẽ giới thiệu một người khác cho chị. Đẹp trai quá. Trời ơi trời ơi tan chảy thiệt hay lắm mà diễn xuất dữ lắm mà giả vô mà xạo xạo con chưa thấy đó chứ con đừng nói ok cũng chưa thấy đâu. Ê trời ơi bây giờ mình đi tiếp ha. Dạ em đã sẵn sàng ạ. Yên, Yên đúng đây này. Còn sống mà. Đón xem tập 7 Thách thức danh hài mùa năm phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.